Cuộc sống đô thị chật chội và nhiều áp lực khiến cho ngày càng có nhiều người quay trở về với thiên nhiên, sống tối giản và lạc quan. Nhiều người nói rằng chính nhờ vậy mà họ trở nên hạnh phúc hơn. Trong nhiều năm qua, thì Phần Lan luôn được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xu hướng sống trở về thiên nhiên của quốc gia này. Chị Sanla Honkaruvi và gia đình đến hồ Akanjavi mỗi tuần một lần. Hồ nằm ở cực bắc Phần Lan, khu vực yêu thích của gia đình chị. Chúng tôi có nhiều khả năng phục hồi và yêu thiên nhiên. Đó là điều đặc trưng của người dân Phần Lan. Khi tôi nhìn thấy vùng đất rộng lớn này, tôi cảm thấy mình nhỏ bé và tầm thường. Và rồi mọi vấn đề của tôi đều qua đi. Chị Honkaruvi cũng muốn hai con mình sẽ lớn lên ở vùng nông thôn, sống xa thành phố và dành nhiều thời gian nhất có thể cho hoạt động ngoài trời. Vì vậy, gia đình chị lái xe từ làng này sang làng khác, tìm kiếm một nơi hoàn hảo để sống, càng ít người càng tốt. Thủ đô Helsinki không dành cho họ, nó quá bận rộn và đô thị hóa. Người dân cũng có xu hướng sống lạc quan hơn. Tại một ngôi trường dạy tango ở trung tâm thành phố, tâm trạng mọi người rất thoải mái. Phần Lan là nơi nổi tiếng về tango, chỉ đứng thứ hai sau Argentina. Người Phần Lan chúng tôi không nói nhiều và không hay bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng tango là điệu nhảy thích hợp để một người đàn ông Phần Lan thể hiện cảm xúc của mình. Họ thậm chí không cần phải nói, lời bài hát đã nói lên tất cả về tình yêu và niềm đam mê. Với đối tác và âm nhạc phù hợp, tôi chỉ cần thả vào điệu nhảy và quên đi mọi thứ xung quanh mình. Đối với gia đình chị Honkaruvi, thông qua hoạt động trượt tuyết, gia đình gắn kết và hạnh phúc hơn. Phần Lan có 75 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, ngoài ra còn các phòng tắm hơi mở quanh năm. Đây là hoạt động giải trí số 1 ở Phần Lan, giúp người ta hưng phấn và vui vẻ. Đến phòng tắm hơi là việc làm yêu thích trong cuộc sống của chúng tôi. Đến phòng tắm hơi giúp chúng tôi sảng khoái về tinh thần. Theo Ủy ban Du lịch Phần Lan, sống hòa mình với thiên nhiên, đó là bí quyết hạnh phúc của người dân Phần Lan, vì đó là cách giúp đầu óc thư giãn và giúp con người ta sống chậm hơn, vui vẻ, lạc quan. Trong 5 năm liên tiếp, Phần Lan được Liên Hiệp Quốc xếp hạng là đất nước hạnh phúc nhất thế giới.